cây màu hương ta hoa vàng. Chia sẻ các bạn đúng là cây báo thời tiết này. Qua mình đi chơi về lạnh cái là nó bung hoa vàng ươm hết này. Đấy, mình còn một cây vừa bé bé để chơi thôi. Thơm ngát cả phố này một cây. Này báo đúng là cây báo thời tiết chuẩn nhất. À, bác ạ. Hoa bung hết này. Đấy. Hoa tím thơm lắm bạn. Cái này thôi để dành cây. Cây này là của nhà mình là cây bé. Cao 4m2, tán rộng chắc chỉ được 2m thôi. Thôi 2m thế nhưng mà vành thoát là có 20 thôi. Vành như gốc này 34 và 33 nhưng chỗ này chỉ có 31 thôi, 31 thôi. Cây mộc hương ta hoa vàng nha. Cây này thôi đấy. Chơi cây nó hết rồi, là mọc hết rồi. Kiếm hoa bung hoa hết, các bạn nhìn hoa này thơm lắm đấy. Hoa kín nó cây rồi, gọi là cây báo thời tiết. Cứ lạnh trời trời là bắt đầu nó bung hoa. Không tán đây, xa đây đấy. Đấy, đứng xa là đường này đấy, cao đẹp nha. Đây là cây báo thời tiết. Bạn nhìn thấy tường vi nhà mình đẹp chưa? Tường vi bonsai đây. Và mới đi ông lão mai về phụ họa thêm. Tháp này. Bạn trồng nước hoa nó đây. Tháng 3 tháng 4 để nuôi chơi hoa và bắt đầu sau cái hoa xong chơi cắt bonsai. Này là cây bông đá tự nhiên nhé. Đây là cây ghép nhé. Gốc ổi rừng nhé. Ghép cái này sẽ ghép làm bóng tán mấy chục năm rồi nhưng mà dẻo lắm rồi. Rất khỏe cây. Đá này ốp tự nhiên thì gì nhé, mấy chục năm cây này là đẹp, các bạn trông. Tổng thể cây các bạn nhìn này, à, nó rộng này, đẹp chưa? Đấy. Đấy các bạn. Chơi bonsai đẹp lắm. Bẹ của nó quá là cổ kỳ quái, đẹp, trắng tinh mịn màng và đá ôm đá tự nhiên, hồn kít rút rụt nhãn nhụi tán này nó làm mà nhẹ não mai lại còn rồi. Đẹp cái cảnh chia sẻ cây mộc đấy là cây báo thực tiết nhé.